Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Mời quý vị chắp tay, chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Quý vị có còn nhớ cái ví dụ ly trà sữa ở cái buổi trung bộ trước không? Hôm nay sư lại có một cái suy nghĩ. Nếu như mà mình cái việc mình cho đường vào ly trà sữa, nó làm cho cái ly trà sữa đó trở thành một cái thức uống không tốt cho sức khỏe. Như vậy thì tại sao chúng ta lại không cho mật ong vào? Bởi vì mật ong bản thân nó là dược phẩm tốt cho sức khỏe. Cái vấn đề là một ly trà sữa chúng ta đâu có bao nhiêu tiền, mà mình chơi mật ong vào thì cái người bán không có lời. Nếu mà mình gọi là cái ly trà sữa mà mình thuần túy dùng cái ngọt từ mật ong không thôi đó, nó thiệt là người bán không có lời. Sở dĩ sư đưa ra cái hình ảnh này là bởi vì có một vài vị nói với sư là sư giảng nó đặc quá, thành ra là nhiều người tiếp thu không nổi, thành ra mong sư gọi là pha loãng. Mà sư thì xưa tới giờ sư cứ nghĩ là bây giờ mình pha loãng thì mình thêm cái gì vào? Nếu như mình pha loãng mà mình thêm những cái chiêu trò này nọ kia thì có thể nó sẽ hay đấy. Mình ngồi mình kể chuyện cười, mình kể chuyện ma, mình ca, mình hát thì có thể sẽ hay đấy. Nhưng mà khi đó pháp nó không còn là pháp, thì nó cũng giống như ly trà sữa mà mình cho đường vào vậy. Thì sư mới chợt nghĩ, hay là mình sẽ cho mật ong vào. Thì như vậy đó, sư sẽ phân tích rộng vấn đề ra hơn. Rồi sư sẽ đưa những cái ví dụ ứng dụng cái vấn đề đó ở trong kinh và ở trong đời sống. Thì như vậy đó, nó không có đi lạc đề. Và như vậy quý vị có thể là cảm thấy nó mềm hơn. Bởi vì từ xưa tới giờ thì sư biết là cái những cái thời pháp mà sư thuyết đa phần là nó giống như nước cốt vậy. Nhưng mà xin thưa, cái cốt của sư là nó chưa có tới cô đặc đâu. Báo cho quý vị biết, quý vị muốn mà biết nước cốt nó cô đặc như thế nào á, nghe những vị Miến Điện, các vị đó dạy, các vị đó thuần túy đọc kinh rồi sau đó chú giải, lúc đó quý vị mới biết nước cốt là như thế nào, còn sư chưa đâu. Nhưng mà do cái đặc điểm của người Việt mình ấy, cho nên là sư sẽ pha loãng ra thêm cho nó phù hợp. Tuy nhiên như vậy thì những cái bài kinh trung bộ này đó, nó có thể nó sẽ kéo dài hơn. Hôm bữa trước chúng ta đi đến là những cái vị thiện nam tử đã xuất gia vì niềm tin đối với Thế Tôn. Còn một số trường hợp xuất gia nữa
Ví dụ như là có người á, xuất gia đúng là thuần túy vì niềm tin. Tức là ở đây đó, họ không có cái sự rúng động vì già, bệnh, chết gì cả, mà chỉ đến nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp hoặc là nhìn thấy cái hình tướng của Đức Thế Tôn, cho nên là các vị ấy phát khởi niềm tin và đi xuất gia. Rất nhiều những trường hợp như vậy. Ở trong Tạng Luật á, có nhắc đến một vị là đệ nhất xuất gia vì niềm tin. Vị này sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp thì về xin mẹ cho đi xuất gia. Mẹ nói đó, bây giờ thà là con chết chứ còn mà con còn sống thì làm sao mà mẹ đành lòng để cho con xuất gia. Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa mẹ con mình thôi, chứ còn không thể nào để cho con xuất gia được. Rồi hơn nữa vị này cũng có vợ đó, rồi không chỉ là một bà, rồi thì bà vợ thì cũng cản nó, nói anh đi như vậy nè thì chưa có con cái, chưa có người thừa kế, anh đi như vậy rồi anh bỏ gia đình, không có người thừa kế tài sản. Rồi tài sản này đó sau này sẽ cho ai. Nhưng mà vị này quyết chí xuất gia, xin hoài không được, vị này mới làm một cách. Đó là vị này nằm tại chỗ, không ăn, không uống, không cử động gì hết. Thì vị này chỉ nói là một là để, bây giờ mẹ nói là chỉ có cái chết mới chia lìa mẹ con thôi đúng không? Thôi bây giờ cứ để con chết đi, con nằm vậy đó, con không ăn, không uống, không cử động, không cục cửa gì hết. Một là cho con xuất gia, hai cứ để con nằm đó. Bà mẹ rồi vợ năn nỉ một ngày, hai ngày không được. Tới hồi mà vị này trở nên yếu kiệt sức rồi đó, năn nỉ cũng không được. Thế cho nên là bà mẹ mới đành thôi để nó đi xuất gia. Nói gì thì nói, cho tới cuối cùng thì cứu sống nó vẫn quan trọng hơn. Thế là vị này xuất gia với Đức Thế Tôn. Và vị này được Đức Thế Tôn công nhận ở hội chúng là đệ nhất xuất gia vì niềm tin. Có rất nhiều những trường hợp, hoặc như là một vị vua ở trong Tương Ưng do đời trước, vị này đã từng gieo duyên với Đức Phật. Cho nên là ở cái đời này, khi mà vị này làm vua, vị này có thói quen là nếu như có thương nhân từ ở đâu đi đến thì vị này thường mời đến để kể cho vị này nghe là trên đường đi như vậy đó có những cái tin tức gì đặc biệt. Thì trong một lần có một đoàn thương buôn đi từ nơi của Đức Thế Tôn đi đến, và đến đảnh lễ nhà vua. Nhà vua hỏi đó, các ông trên con đường mà đi buôn bán như vậy, các ông có cái câu chuyện gì đặc biệt hay không? Thế là cái người thương nhân nói, thưa đại vương, Đức Phật đã xuất hiện ở thế gian. Nhà vua chưa biết Phật là ai, nhưng mà vừa nghe câu Đức Phật đã xuất hiện ở thế gian, cái niềm hạnh phúc tự nhiên là nó trỗi dậy ở trong lòng á. Rồi thế là cái niềm hạnh phúc dạt dào quá, nhà vua ngất xỉu. Sau khi mà tỉnh lại, nhà vua hỏi, rồi gì nữa? Vị này nói, Đức Pháp đã xuất hiện ở thế gian. Nhà vua hoan hỷ hạnh phúc quá, ngất xỉu thêm lần nữa. Sau khi tỉnh dậy, nhà vua hỏi, rồi còn gì nữa? Người thương buôn nói, Đức Tăng đã xuất hiện ở thế gian. Nhà vua hoan hỷ quá, lại ngất xỉu thêm một lần nữa. Và đến lần thứ ba, nhà vua tỉnh dậy. Nhà vua cho ban thưởng nồng hậu cái người thương nhân, bởi vì đã thông báo cho nhà vua một cái tin tức hết sức quan trọng là Tam Bảo đã xuất hiện ở thế gian. Và với cái niềm hạnh phúc hỷ lạc đó, nhà vua thấy là mình không thể tiếp tục trị vì nữa, mình chỉ có đi xuất gia với Đức Thế Tôn thôi. Quý vị thấy kinh khủng chưa?
đời trước gieo duyên với Tam Bảo, đời này chỉ cần nghe Phật Pháp Tăng xuất hiện ở thế gian, ngay lập tức nghĩ đến chuyện xuất gia. Chưa cần biết Thế Tôn là ai, chưa cần biết giáo pháp dạy cái gì, chưa cần biết tăng đoàn ra làm sao, vừa nghe Tam Bảo là đã muốn xuất gia. Thế là nhà vua giao hết quyền lực lại cho hoàng hậu, và sau đó đi xuất gia. Quần thần, những cái vị quan đại thần mới nói là bây giờ, xưa giờ con theo như ngài, bây giờ ngài đi, không lẽ bây giờ con ở đây để làm cái gì, thôi con cũng đi xuất gia chung với ngài. Thế là 500 vị quan đại thần cũng giao hết toàn bộ quyền lực tài sản cho vợ mình để đi theo nhà vua đi xuất gia. Khi nhà vua cùng với đoàn 500 người đi đến, thì có một cái dòng sông lớn bắt ngang, che cái đường, chắn cái đường. Và Đức Thế Tôn đã biết từ trước, cho nên ngài ngồi ở bên kia bờ sông và ngài phóng hào quang để cho nhà vua biết Thế Tôn ở bên kia. Khi nhà vua thấy Thế Tôn như vậy rất là hoan hỷ, và nhà vua mới nguyện là nguyện cho cái dòng sông này hãy trở thành đất bằng để cho tôi đi qua xuất gia với Đức Thế Tôn. Cái năng lực của niềm tin nó mãnh liệt tới mức độ mà nhờ như vậy đó, dòng sông trở thành đất bằng đối với nhà vua và 500 người hầu cận. Thế là nhà vua cưỡi ngựa, cùng với 500 người cưỡi ngựa vượt sông, như là dẫm đất bằng, đi qua bờ bên kia, xuống ngựa đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, và Thế Tôn cho xuất gia. Rồi bà hoàng hậu cùng với vợ của 500 vị quan, sau khi mà nhận được tin thì mới nói là nhà vua, tại sao mà lại bỏ hết quyền lực mà tài sản để rồi đi xuất gia? Như vậy ta ở nhà đó, ta ở đây trong cung điện này để làm cái gì? Thế cho nên bà cùng với 500 bà vợ của 500 vị quan đại thần cũng kéo nhau đi xuất gia. Và cũng tương tự như vậy đó, khi mà tới bờ sông thì cũng vì niềm tin mà vượt qua sông, như là vượt trên đất bằng đến xuất gia nơi Đức Thế Tôn. Đấy. Cho nên có những trường hợp người ta chỉ thuần túy vì niềm tin thôi. Hoặc như trường hợp ngài Nanh Đà, là em, gọi là em cùng cha khác mẹ. Thì khi mà ngài Nanh Đà đó chuẩn bị lên làm vua, trong cái hôn lễ thì có mời Đức Thế Tôn đến dự lễ. Đức Thế Tôn khi đến chúc phúc, ngài đứng dậy, rồi ngài để cái bát cho ngài Nanh Đà ôm cái bát. Ngài Nanh Đà nghĩ rằng là chắc có lẽ Thế Tôn đi tới cửa thì ngài sẽ lấy bát lại, cho nên là ngài vì quá kính, quá mến, quá tin tưởng nơi Đức Thế Tôn, cho nên là ôm cái bát đi theo. Khi Thế Tôn tới cửa, ngài vẫn tiếp tục đi. Ngài Nanh Đà lại nghĩ chắc có lẽ là Thế Tôn đi tới cổng thành thì ngài sẽ lấy lại bát, cho nên là ngài Nanh Đà vẫn tiếp tục ôm bát đi đến cổng thành. Rồi sau đó Đức Thế Tôn đi qua cổng thành vẫn chưa lấy lại bát. Ngài Nanh Đà nghĩ chắc có lẽ Thế Tôn đi tới cổng chùa, ngài sẽ lấy lại bát. Và khi Đức Thế Tôn đi tới cổng chùa, ngài vẫn không lấy lại bát. Ngài Nanh Đà nghĩ chắc có lẽ Thế Tôn đi tới cái cổng, cái cốc liêu, ngài sẽ lấy lại bát. Nhưng mà khi mà Thế Tôn vào chùa rồi, ngài nói với ngài Nanh Đà: xuất gia nha. Ngài Nanh Đà vì quá kính, quá thương Đức Thế Tôn cho nên dạ thưa ngài. Thế là cạo đầu xuất gia luôn đó. Thì có những trường hợp thú vị như vậy. Rồi cũng có những trường hợp như sư nói đợt trước đó ha, có những người xuất gia chỉ đơn giản là vì thấy cái đời sống tu sĩ có vẻ sung sướng, không phải làm ăn gì cả mà có người cúng cho. Thì tất cả các trường hợp đó
Ngài là vị lãnh đạo của họ, giúp đỡ họ rất nhiều. Ngài là vị khích lệ họ, và họ thì y cứ theo quan điểm của Ngài. Tất cả các trường hợp xuất gia vì có sự nhận thức già, bệnh, chết, hay là xuất gia vì niềm tin, hay chỉ đơn giản xuất gia vì ham danh lợi, đến tay Đức Thế Tôn thì Ngài đều có cách độ cho. Có những trường hợp Thế Tôn cho quán tưởng tam tướng, như là trường hợp đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất cho cái người đệ tử này, Ngài quán thấy cái người đệ tử này, thấy rõ 500 kiếp người đệ tử này đã tu như thế nào. Ngài Xá Lợi Phất thấy rõ, và Ngài thấy là chắc có lẽ là người đệ tử này đó quán thể trược thì sẽ thích hợp. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất cho người đệ tử quán thể trược, nhưng mà không thành công. Ngài Xá Lợi Phất bèn dẫn đến với Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn nhìn và thấy là cái người đệ tử này 500 kiếp làm người thợ kim hoàng, tức là người làm thợ vàng. Thành ra Đức Thế Tôn mới dẫn vị này theo cho tắm rửa, cho tắm rửa, đắp y mới, y đẹp, y mới đàng hoàng, rồi dắt đến nhà một cái người đại thí chủ. Quý vị biết mà đại thí chủ cúng dường Phật thì nó cũng ghê gớm lắm. Sau khi mà thọ ăn một cái buổi ăn trưa đó ngon lành no nê, thì Đức Thế Tôn mới dẫn về cái hồ sen ở sau chùa. Rồi Đức Thế Tôn dùng thần thông á, biến hiện một cái bông sen bằng vàng rất là đẹp, và bảo với cái người đệ tử này đó, hãy cứ ngắm nhìn hoa sen. Và khi người đệ tử được Đức Thế Tôn dắt đi cho tắm rửa, mặc đồ đẹp, cho đi ăn ngon lành, rồi Đức Thế Tôn tận tay hướng dẫn đề mục mà nhìn bông sen đẹp như vậy, bông sen bằng vàng, thì Ngài rất là hoan hỷ. Và khi mà Ngài tập trung vào bông sen vàng như vậy đó, định phát sanh. Khi định phát sanh, Đức Thế Tôn dùng thần thông để làm cho hoa sen á, nó bắt đầu nó héo đi và nó tàn lụi. Vì đệ tử này mới xét thấy là cái hoa sen bằng vàng đẹp như vậy mà còn tàn lụi thì huống chi là tấm thân này. Thế là vì đệ tử phát triển tuệ minh sát và chứng đắc đạo quả. Đó. Quý vị thấy là ngay cả những trường hợp Ngài Xá Lợi Phất là rất là giỏi, Ngài là đệ nhất trong việc là dẫn dắt phàm, một người phàm mà bước vào dòng thánh, tức là nhập dự lưu phần. Nhưng cũng có những trường hợp mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài thấy hết, chứ Ngài thấy 500 kiếp người đó đã sống như thế nào, tu như thế nào, nhưng Ngài vẫn không cho được cái đề mục phù hợp. Nhưng mà Đức Thế Tôn là Ngài cho. Gặp Đức Thế Tôn là coi như là êm chuyện. Thành ra phải nói là chúng ta tu còn kém lắm, phước chúng ta còn kém lắm, cho nên chúng ta không được gặp Thế Tôn. Chứ còn nếu như chúng ta được gặp Thế Tôn là đảm bảo là những cái vấn đề của chúng ta là Ngài giải quyết được hết. Cho nên ráng tu tập, để nếu như không chứng được đời này, không chứng được đời sau, không chứng trong một tương lai gần, thì mình cũng có duyên để được gặp Thế Tôn. Hoặc như là có những trường hợp như là tướng cướp Angulimala, Hán gọi là tướng cướp vô não, Ngài gọi là Ngài đã chém, gọi là giết người đó, để mà lấy cái xương ngón tay Ngài sâu làm cái tràng hoa. Và khi Ngài thấy Đức Thế Tôn, một hôm đó Đức Thế Tôn thấy là cái tướng cướp vô não này đó, Angulimala, chỉ còn ngày hôm nay sẽ giết mẹ để hoàn thành đủ số lượng người
mà cần phải giết. Thế Tôn thấy nếu như mà để Angulimala mà giết mẹ đó thì vị này sẽ không thể chứng đắc đạo quả. Thế là Thế Tôn xuất hiện ở trước mặt Angulimala. Angulimala thấy Thế Tôn bèn cầm một cây đao rượt theo Đức Thế Tôn. Như trong kinh nói là xa ba do tuần. Ba do tuần, một do tuần là tương đương khoảng 16 cây số. Đó, ba do tuần là khoảng 48 cây số. Rượt xa như vậy. Thế Tôn ngài chỉ đi thôi, ngài đi bình thường. Ngài dùng thần thông, ngài đi bình thường. Còn tướng cướp và Angulimala rượt theo ngài, chạy hụt hơi mà vẫn không kịp. Thành ra là Angulimala vừa rượt theo Thế Tôn vừa kêu là đứng lại, đứng lại. Kêu dừng lại chứ, dừng lại, dừng lại. Đức Thế Tôn mới nói, ta đã dừng lại rồi, chỉ có ông là chưa dừng. Angulimala suy nghĩ, Thế Tôn không bao giờ nói dối. Một cái phước của Thế Tôn là dù cho một người muốn giết ngài nha, thì vẫn tin lời ngài nói. Kinh khủng như vậy. Dù một người muốn giết ngài vẫn tin lời ngài nói, bởi vì vô số kiếp ngài giữ giới không nói dối. Chính bởi vì như vậy đó, Angulimala tin Thế Tôn nói thật. Nhưng mà cái nó đối nghịch. Tại vì nghe Thế Tôn từ xưa tới giờ không bao giờ nói dối, mà tại sao bây giờ ngài lại nói như thế này? Angulimala hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn, ngài xưa giờ không bao giờ nói dối, mà tại sao bây giờ ngài lại nói không thật? Thế Tôn mới nói, ta đã dừng lại ở đây là ta đã dừng lại các ác nghiệp, còn ông vẫn chưa chịu dừng các ác nghiệp. Thế là Angulimala quỳ sụp xuống dưới chân Đức Thế Tôn. Nói như vậy để quý vị thấy là dù cho hạng người nào có xuất gia vì mục đích nào đi chăng nữa đó, dù cho là vì danh hay vì lợi, hoặc là vì sự giác ngộ giải thoát, thì Thế Tôn đều có cách giải quyết hết. Rồi tiếp nữa đó, vị Bà La Môn mới nói là thưa ngài Gotama, thật là khó kham nhẫn, các nơi ẩn cư trong rừng rậm hoang vu hẻo lánh, thật khó hành sự độc cư, thật khó hoan hỷ sự cô tịch. Con nghĩ rằng những khu rừng rậm, những khu rừng làm loạn tâm trí của vị tỳ khưu chưa chứng định. Và Đức Thế Tôn đã xác nhận lại một lần nữa, đúng quả thật như vậy. Ở đây nó có một cái từ, sư không nhớ là sư đã nói với quý vị chưa. Cái từ Pali đoạn số 34 trang đầu tiên á, cái đoạn Pali từ dưới đếm lên cái dòng số 2 á, cái chữ thứ 3, quý vị thấy có cái từ là Aranya. Cái Aranya đó nó có điều thú vị như vậy. Aranya có nghĩa là khu rừng. Hán thì họ không có phát âm được chữ R, mà cái chữ R đó họ sẽ đọc thành chữ L. Thành ra là Aranya họ sẽ đọc là Aranya. Mà Aranya đọc riết thì họ sẽ phiên âm. Người Trung Quốc có một cái thói quen, sư không dám nói đó là thói quen tốt, đó là cái gì họ cũng phiên âm ra hết. Họ phiên âm thành ra cái như là cái Alexander đó, thì họ dịch, họ phát âm phiên âm là A-lịch Sơn Đại. Rồi New York thì họ phát âm là Nữ Ước, đại loại như vậy. Thì Aranya thì các vị này phiên âm là A-lanh-nhã. Quý vị thấy quen không? Thành ra là có một số nơi đó chúng ta nghe là A-lanh-nhã, A-lanh-nhã. Sau này A-lanh-nhã thì cái chữ A đó người ta lược đi luôn, còn lại cái từ Lan Nhã. Hoặc là với quý vị đọc một số cái tác phẩm, quý vị thường hay nghe cái từ A-lanh-nhã đó, thì đó là xuất phát từ cái từ này nè, Aranya có nghĩa là khu rừng. Hoặc có khi là còn chỉ cho chùa, tức là một nơi, một cái khu rừng ấy. Hồi xưa
các vị tỷ kheo ở trong rừng. Thành ra là ta cũng gọi đó là một cái khu rừng. Thì quý vị thấy là không phải ai cũng có khả năng ở trong rừng. Xin thưa, đôi khi mình thấy khu rừng á, mình rất là hoan hỷ, mình muốn vào, nhưng mà có khi mình không thể nào mình vào rừng được. Tại sao? Ở đây nè, Đức Thế Tôn sẽ diễn tả 16 cái nguyên nhân, 16 cái trở ngại mà khiến một người không thể ở trong rừng. Đó. À, khi quý vị học thì quý vị sẽ qua 16 cái vấn đề này. Như trường hợp một vị thị giả của Đức Thế Tôn, khi mà Ngài đi ngang qua khu rừng xoài đó, Ngài thấy khu rừng xoài, Ngài hoan hỷ quá và Ngài xin Đức Thế Tôn là: Bạch Thế Tôn, cho con hành thiền ở trong rừng, và con nghĩ là con sẽ đạt được nhiều sự lợi ích. Thế Tôn mới nói đó: bây giờ chưa phải lúc. Như Lai cũng chưa tìm được cái người để thay thế cái vai trò thị giả, cho nên ông hãy tiếp tục làm thị giả của Như Lai. Nhưng mà vị này ba lần không có nghe theo lời của Đức Thế Tôn. Và đến lần thứ tư, vị này mới để cái bát của Thế Tôn xuống dưới cái tảng đá, và Ngài bỏ Đức Thế Tôn vào trong rừng, Ngài hành thiền. Mà khi vị này vào trong rừng hành thiền như vậy đó, những cái phiền não nổi lên, những hình ảnh kinh sợ xuất hiện, dẫn đến việc vị này không hành thiền được. Và vị này đến thưa lại với Đức Thế Tôn đó. Thế Tôn mới quở trách, đó là Ngài đã nói từ trước đó là vị này chưa có phù hợp để ở trong rừng đâu, nhưng mà vị này không nghe. Bởi vì sao? Bởi vì Thế Tôn nói một cái bài kệ pháp cú, đó là cái tâm mình như một cái con cá, nó bị bị vớt lên trên bờ đó, thì nó vùng vẫy như thế nào thì tâm của mình nó cũng vùng vẫy như thế đó. Có nhiều người sợ hành thiền, bởi vì khi họ ngồi xuống, những cái phiền não, những cái suy nghĩ nó khởi lên ở trong tâm của họ, dẫn đến việc họ hoảng sợ và họ không dám hành thiền. Chỉ đơn giản là việc theo dõi hơi thở thôi, nhưng nhiều người không dám theo dõi hơi thở, bởi vì khi họ ngồi xuống, tất cả những suy nghĩ, tất cả những phiền não, tất cả những hình ảnh ùng ùng kéo đến và họ chịu không nổi. Cho nên là không phải ai cũng có khả năng ở trong rừng. Và mình nói xa hơn, không phải lúc nào mà mình muốn hành thiền mình cũng hành thiền được đâu. Xin thưa với quý vị là 10 phút sư hướng dẫn thiền quý vị ở đây, mình ngồi chỉ là để tâm nó định lại, nó lắng lại một tí xíu, để sau đó chúng ta nghe pháp nó được chú tâm hơn. Chứ còn thực tế mà nói, 10 phút nó không thấm vào đâu, nó cũng không làm được cái gì mà nó cho hiệu quả hết trơn hết trọi á. Và chúng ta muốn ở trong rừng, muốn hành thiền được, thì chúng ta phải học bài kinh này. Bởi vì bài kinh chỉ ra những cái vấn đề mà mình cần phải giải quyết trước khi bắt đầu những cái phương pháp tu nó chuyên sâu hơn. Và nhớ chưa chứng định, thì cái định ở đây bao gồm là cận định và an chỉ định. Và cái sự sợ hãi và khiếp đảm ở đây thì thứ nhất là sự sợ hãi là xuất phát từ các cái ác bất thiện do thân, khẩu và ý. Với những ai mà nghe rồi lại quên thì sư nhắc lại: bất thiện thì không phải cái bất thiện nào cũng là ác. Có những cái là ác bất thiện nha.
do nó đem lại những cái hậu quả xấu ác và đưa chúng ta đi đến những khổ cảnh. Còn các ác bất thiện nào thuộc về thân, khẩu và ý thì một chút xíu nữa chúng ta sẽ suy xét. Sự khiếp đảm ở đây là do tâm không được an tịnh. Thì khi tâm của mình bị dao động hoặc bị một cái vấn đề gì đó, mình lúc nào cũng sợ hãi. Giống như một người ăn trộm thì lúc nào họ cũng sợ hãi, bởi vì họ sợ bị bắt. Hoặc là một người làm ác thì họ lúc nào cũng sợ hãi. Do đâu? Do những cái lo lắng, những cái lo sợ, những cái ám ảnh từ các cái nghiệp mà những cái việc ác mình đã tạo, nó đi đến, nó ám ảnh mình, nó xô mình, nó làm cho tâm của mình bị dao động. Mà chính bởi vì dao động như vậy, nó không an tịnh. Mà chính bởi vì không an tịnh, cho nên nó đưa đến sự sợ hãi. Còn cái bất thiện ở đây là do những cái tội lỗi đó đáng bị khiển trách. Quý vị biết là có những cái bất thiện không đáng bị khiển trách và có những bất thiện đáng bị khiển trách. Những bất thiện nào không đáng bị khiển trách? Đó là gì? Sự tham thích bố thí. Thì ham thích nó là tham, nhưng mà cái tham đó, đó nó không đáng bị khiển trách. Rồi mình thấy Đức Thế Tôn, mình hoan hỷ quá, mình đảnh lễ cái hỷ của mình, rồi mình có cái mong muốn là mình cúng dường Đức Thế Tôn, thì nó cũng là tham, nhưng mà cái đó không đáng bị khiển trách. Hoặc là mình muốn hành thiền, mình tìm những cái cách nào đó để mà mình có được cái thời gian để mình hành thiền, thì cái muốn hành thiền đó nó cũng là dục ấy, nó là sự mong muốn, nhưng nó không đáng bị khiển trách. Rồi có khi mình ưu tư, mình ưu tư làm sao để mà mình có thể giữ giới, mình ưu tư làm sao để cho cái giới của mình nó không bị sức mẻ, thì đó cũng là sân ấy, nhưng mà nó không đáng bị khiển trách. Nó là bất thiện ấy, nhưng nó không đáng bị khiển trách. Còn các tội lỗi mà đáng bị khiển trách đó, thì một chút nữa chúng ta sẽ phân tích. Ở đây Đức Thế Tôn nói là 16 vấn đề đáng bị khiển trách. Chỉ tóm gọn lại là nó là những cái ác nghiệp bằng thân, bằng khẩu và bằng ý. Này Bà La Môn, ý nghĩ này đã khởi sanh cho ta. Bất cứ Sa Môn hoặc Bà La Môn nào có thân nghiệp bất tịnh đó, thì do thân nghiệp bất tịnh thì các vị Sa Môn Bà La Môn ấy chắc chắn khởi lên sự sợ hãi và kinh cảm bất thiện. Thì như thế này nè, cái thân nghiệp bất tịnh ở đây á, ở trong chú giải nói đó, là cái sự phạm giới, là thân bằng thân là sát sanh, trộm cắp, tà dâm vân vân. Ở trong chú giải nói dùng cái từ là sát sanh, trộm cắp vân vân. Thì cái vân vân này ở đây chúng ta nên hiểu là bao gồm luôn những cái còn lại. Thành ra là ở khi mà chúng ta đảnh lễ Tam Bảo, có khi chúng ta gọi là Buddha, Dhamma, Sangha, là Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Nhưng mà có đôi khi chúng ta sẽ thấy cái từ là Buddha Đí. Buddha Đí ở đây là Phật vân vân, tức là con xin đảnh lễ Thế Tôn vân vân. Có nghĩa là con xin đảnh lễ Thế Tôn, tức là Phật, Pháp và Tăng luôn, cả ba. Ở đây tại sao mà mình nói cái chuyện mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nó lại là cái thân nghiệp bất tịnh? Bởi vì nó đưa đến sự sợ hãi và khiếp đảm. Nếu như mà những cái vấn đề này nó không đưa đến sợ hãi và khiếp đảm thì chắc chắn Thế Tôn sẽ không đưa vào đây. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, nếu như các ác nghiệp mà không đưa chúng sanh đến những khổ cảnh
thì Như Lai đã không kêu các ông từ bỏ. Nhưng bởi vì các ác nghiệp đưa chúng sanh đến khổ cảnh, cho nên Như Lai kêu các ông từ bỏ. Chính bởi vì cái việc mà sát sanh, trộm cắp, vân vân, nó làm cho chúng ta đau khổ, nó là những ác nghiệp, nó đưa chúng ta đi đến những khổ đau, đi đến sự khổ đau ngay trong hiện tại này và khổ đau luôn cả những kiếp sau. Cho nên Thế Tôn mới kêu chúng ta là phải từ bỏ. Mà tại sao là lại từ bỏ? Do ở đây nè, sự khiếp đảm trong chú giải ha, trong chú giải, sự khiếp đảm phát sanh là khi gặp các cảnh liên tưởng đến các ác nghiệp đã làm. Sự sợ hãi về các ác nghiệp, về các ác bất thiện đáng chê trách là như vậy nè. Khi mà chúng ta làm bất kỳ một cái ác nghiệp nào, nó ám ảnh tâm trí mình ghê lắm. Chỉ trừ khi mình làm ác riết nó quen rồi đó thì mình không thấy thôi. Nhưng mà mình đừng có nghĩ như vậy là hay. Có nhiều người nói: trời đất ơi, giết có con gà mà làm cái gì mà nó bị suy sụp tinh thần, nó bị ám ảnh, nó bị suy sụp tinh thần chỉ bởi vì kêu nó giết có một con gà. Nói yếu đuối quá. Còn cái người này, trời, sống xưa tới giờ không biết giết bao nhiêu con gà rồi, có sao đâu. Mà con gà là còn nhỏ, con heo nó mới lớn. Có từng trước khi sư xuất gia thì cũng có người có đôi khi làm đám hoặc là nấu ăn thì có khi là cần mổ heo, có khi là người ta chối heo lại rồi đó, mình chỉ kêu tới vịnh cái giò để cho thọc huyết heo, cũng không dám tới nữa. Nhiều người nói mình yếu, xin thưa nói yếu chịu. Tại vì sao? Khi mà mình làm các cái nghiệp mà nó nhỏ mà mình ám ảnh, điều đó nói lên là mình còn nhẹ. Còn khi mà mình làm các cái nghiệp như giết gà, mổ heo mà mình thấy nó bình thường, tức là mình nặng rồi. Giống như một người mà mới tắm rửa xong, cái người họ sạch sẽ, họ bước lên một chiếc xe thơm phức, thì chỉ cần một chút xíu mùi hôi thôi, họ phát hiện ra ngay. Họ nhạy lắm, mình không thể nào nói là họ yếu được. Tại vì lỗ mũi họ nhạy do đâu? Do trước đó, đó là họ đã thơm phức rồi. Còn một người mà họ leo lên trên một cái xe chở cá đó, sư thấy có nhiều người họ họ đi gọi là vớt ao cá, mà vớt bán, mà bán theo xe giống như xe ba gác đó, chở cá. Thì có những người họ leo lên trên đó họ ngồi, thì khi họ bước xuống, mình đứng kế bên mình nghe nó tanh vô cùng. Cái người họ nó tanh ghê lắm, nhưng mà họ trên đó họ không nghe tanh. Cái mùi cá nó ám hết từ đầu tới đuôi họ rồi, cho nên là một chút xíu con cá đó họ không nghe tanh. Trong khi đó người xa đó họ nghe nó tanh kinh khủng. Thành thử có những người như là ở trong kinh Tạng có một có nhắc đến một cái ông đồ tể. Ông sống một đời đó, bằng cái nghề mổ heo, và ông làm rất là ác. Ví dụ như ông muốn làm cho cái ruột con heo nó sạch đó, rồi để một hồi nữa mà cắt tiết đó, thì nó không có phun ra những cái như là phân rồi nước tiểu để nó làm dơ, nó làm ô nhiễm. Quý vị biết là một con heo á, khi mà mình cắt tiết nó thì có nhiều nơi là họ sẽ để cái máng, hoặc là họ cắt thẳng ở trên cái nền luôn.
Rồi máu á, nó chảy ra thì nó sẽ có cái khe, rồi họ hứng, họ bán huyết. Cho nên có những nơi họ giết mổ mà cái huyết nó dơ lắm quý vị. Cái vấn đề ở đây là khi mà họ cắt cổ heo, họ thọc huyết heo như vậy đó, con heo khi nó dậy chết á, nó ra phân và nước tiểu. Thì có đôi khi phân nước tiểu nó chạy vô luôn trong cái máng huyết heo, đựng huyết heo. Thành ra là mình có mua huyết heo ở ngoài chợ thì cẩn thận nha, kiếm cái chỗ nào mà nó sạch đó. Chứ còn mà nhiều nơi là bán nó cũng ghê gớm lắm. Còn cái ông ở trong kinh thì vị này lại làm một cái chuyện như thế này. Hồi xưa là người bây giờ là có cái vụ gọi là cái gì, bơm nước đúng không, heo bơm nước. Thì cái ông đồ tể này đó, ông cũng bơm nước, nhưng mà ông bơm nước sôi. Ông đổ nước sôi vào trong ruột con heo á, trong miệng con heo. Khi mà đổ tống mà nó bơm như vậy đó, nó sẽ căng cứng và nó buộc cái đường ruột á, nó phải xả hết ra cái cửa hậu. Thì khi mà ông này ổng ngó, ổng đổ nước sôi, ổng đổ tới chừng nào á, ổng bơm nước sôi tới chừng nào mà cái nước đi ra, nước trong á, thì lúc đó ổng mới giết mổ. Mà quý vị biết là một cái mạng sống nó không có dễ chết. Cho nên con heo nó vẫn còn sống, vẫn còn sống mà bị cái nước sôi mà nó trôi tuột từ ở trên đi xuống, đi ra khỏi cơ thể, nó kinh khủng tới cỡ nào. Mà ổng sống như vậy suốt mấy mươi năm làm nghề đồ tể Đức Thế Tôn ở chùa Kỳ Viên kế bên, nhưng ông chưa bao giờ cúng dường được một miếng nào hết đó. Quý vị cũng thấy là có những người ở kế bên chùa đó nha, nhiều chùa chứ sư không nói ở chùa này để mất công rồi người ta nói sư xiên xỏ. Nhiều ngôi chùa nha, nhiều ngôi chùa người ta ở kế bên mà người ta có bao giờ đến chùa học đạo nghe pháp đâu, có bao giờ đến chùa mà cúng dường đâu, không có. Một số người như vậy. Thì ông đồ tể này cũng y chang như vậy, kế bên chùa Kỳ Viên, chư tăng đi bát hàng ngày mà ổng chớ bao giờ ổng đặt bát cúng dường được một bữa nào. Cho nên là tới cái khi ổng cận tử, ổng đau đớn quằn quại ở trên giường bệnh, rồi ổng mới lăn xuống dưới giường, ổng bò. Ổng vừa bò mà ổng kêu, ổng hét y như là con heo hồi xưa mà bị ổng bơm nước sôi mà nó la nó hét vậy đó. Người nhà đóng cửa mà đâu có dám mở cửa. Ổng kêu la 7 ngày liên tục như vậy. Người dân xung quanh á, nghĩ là nhà ông này chắc có cái mối làm lớn, cho nên là 7 ngày liên tục giết heo. Nhưng mà không ngờ là cái ông đồ tể ổng đang trả nghiệp ở trong. Lửa địa ngục nó bốc lên thiêu đốt ổng. Ổng la y như con heo. Và sau 7 ngày ổng mệnh chung và đi xuống địa ngục. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng ngày thường mình làm ác, mình không thấy cắn đứt lương tâm thì chắc không sao. Tại vì khi đó mình tanh quá rồi đó, một chút xíu tanh nữa cũng không vấn đề gì. Nhưng khi cận tử nghiệp nó trổ ra cho mà thấy, khi đó không có cửa, không ai cứu nổi. Khi chưa xuất gia, có biết một người bạn, trong một cái lần nói chuyện, người này mới chia sẻ là cha thì cũng làm nghề mổ heo, nhưng mà tới cái đời của cái anh này thì ảnh không có dám mổ heo nữa. Tại vì đó, khi mà cha ảnh chết, ảnh nghe cha ảnh kêu la y như con heo. Hồi xưa mà ảnh cha ảnh mổ heo, con heo kêu như thế nào, bây giờ khi cha ảnh chết, cha kêu y như vậy mà không phải chết liền đâu. Kêu mấy ngày mấy đêm mới chịu chết. Chính bởi vì như vậy đó, mình đừng có tự hào là cái gọi là cái tinh thần của mình mạnh ha. Mình giết bao nhiêu con heo không xiên nhê, mình giết bao nhiêu con gà không thấy cắn đứt lương tâm miếng nào hết trơn.
hoặc là mình đi mình trộm, mình trộm, mình ăn cướp, mình lừa đảo. Vừa rồi đó, báo đăng có những người gọi là lừa người ta qua Campuchia rồi mở những cái lừa đảo mà người ta lừa một ngày chỉ tiêu cả mấy trăm triệu. Trời đất, họ lừa một ngày mấy trăm triệu một người. Họ có bao nhiêu người, một ngày họ lừa bao nhiêu tiền. Rồi tới cuối cùng nha, tại sao họ không thấy căng rứt lương tâm? Tại vì nó tanh quá rồi, nó quá tanh rồi, cho nên họ không căng rứt lương tâm. Nhưng tới hồi cận tử nó sẽ ám ảnh họ, và họ không thể đi lên được. Sư nói trừ khi họ làm một cái phước nào nó lớn, mà cái quả nó chỗ nó lớn kinh khủng lắm, thì họa mai, chứ còn không thôi là thua. Thành ra là thấy những ai mà làm một chút xíu chuyện tầm bậy mà về gọi là ám ảnh tâm lý thì đừng có vội chê họ, bởi vì cái thứ đó là còn khá, còn cứu được. Nó ám ảnh lắm quý vị. Khi mình làm một chuyện ác nào đó, có đôi khi mình sinh hoạt ở đời mình không biết đâu, mình không nhận ra đâu. Nhưng khi mình vào trong rừng, từng cái âm thanh xào xạc của lá cây, từng cái hình ảnh, những cái bóng cây, quý vị mà có ở trong rừng, quý vị biết, thì có đôi khi những cái bóng, những cái bóng cây nó đung đưa, đung đưa, nó làm cho con người ta tưởng tượng đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Nhiều khi chỉ là một cái nhành cây thôi ha, gió thổi nó đung đưa mà mình có thể tưởng ma, tưởng quỷ đủ hết. Mà do đâu? Đặc biệt là những người đã tạo ác nghiệp như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm đó, vân vân, thì khi họ thấy những cái bóng cây, những cái bóng tàn cây nó rọi lên trên cái bức tường, rọi lên trên cái nền đất, rọi lên trên cái lều, họ sẽ kinh hoàng. Ví dụ như một kẻ mà giết người đó, giết người mà họ sống ở trong rừng, khi họ thấy cái nhành cây đung đưa đó, họ có thể tưởng tượng ra một người đang cầm con dao núp ở ngoài lều họ, hoặc một người đang cầm con dao núp sau lưng họ. Hoàn toàn họ có thể tưởng tượng như vậy. Chính bởi vì như vậy đó, khi mà mình tạo những ác nghiệp bằng thân, ác nghiệp đó nó ám ảnh mình ghê lắm. Lúc đó đừng bao giờ nghĩ ở trong rừng nó yên tĩnh. Xin thưa, chính cái yên tĩnh đó nó làm cho mình sợ đó quý vị. Có bao giờ quý vị sợ cái sự yên tĩnh của rừng chưa? Chắc có lẽ chừng nào quý vị vào rừng thì quý vị sẽ biết. Nhiều khi nó êm quá mình cũng sợ. Ví dụ như cái người mà sát sanh êm quá, họ tưởng tượng, họ bắt đầu họ tưởng tượng là có người đang núp sau lưng họ, thành ra họ hóa điên. Và khi mà họ, đặc biệt là họ ngồi lại mà họ hành thiền, thì những cái ác nghiệp nó sẽ đi đến, nó ám ảnh tâm trí của mình. Hơn nữa đó, vì những cái sự mà ác bất thiện này đương nhiên nó đáng bị chê trách, thành ra nó đi đến sự sợ hãi. Họ lúc nào họ cũng lo sợ là như vậy. Và Đức Thế Tôn, do Ngài đã không còn làm các ác nghiệp về thân, cho nên là Ngài không có sự kinh sợ và khiếp đảm. Ngài không có. Đây cũng là một cái phương pháp khi mà chúng ta thực hành, chúng ta quán khi chúng ta vào rừng, hoặc là chúng ta đi đến một cái nơi nào đó làm cho chúng ta sợ hãi. Ví dụ như mình đi tới chỗ nào đó mình sợ ma, ví dụ như vậy, mình quán tưởng, tức là mình suy tư những cái ở trong đây. Đầu tiên mình suy tư,
mình có tạo ác nghiệp bằng thân hay không. Nếu mà có, thua. Rồi, nhưng nếu không, mình không tạo ác nghiệp bằng thân, thì mình không việc gì phải sợ hãi. Đây. Rồi sau đó mình quan sát tiếp. Đây. Này Bà La Môn, ý nghĩ này đã khởi lên cho ta. Bất cứ Sa Môn hoặc Bà La Môn nào mà có khẩu nghiệp bất tịnh, đoạn sau y chang, thì cái khẩu nghiệp bất tịnh ở đây là do nói dối, bốn cái nghiệp do khẩu, nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô ích. Ở trong chú giải thì có nói là lợi ích của người khác bị hủy hoại bằng việc nói dối. Như là có trường hợp Devadatta ở trong kiếp quá khứ, thì ông là một người thợ thu mua, mình tạm gọi là thu mua phế liệu đi. Nhưng mà thu mua phế liệu kiểu cao cấp á, chứ không phải cái dạng hạ cấp đâu. Thì khi ông đến một cái ngôi nhà này đó vốn dĩ là một cái nhà phú hộ, nhưng mà về sau á bị sa sút, cho nên là nghèo, chỉ còn hai mẹ con thôi. Bà mẹ thì khi mà nghe Devadatta đi rao á, coi có cái gì để bán hay không, thì lúc bấy giờ do sa sút mà, cho nên đói, bảo với đứa con gái là ở trong nhà hình như còn cái mâm nó đen xì á, thôi con đi ra, con kêu ổng vô rồi bán coi được mấy đồng, rồi kiếm cái gì đó để mà ăn. Người con gái ra kêu Devadatta vào. Devadatta sau khi xem cái mâm, chứ cái mâm bự, cái mâm lớn, biết nó đen xì ở ngoài là do hồi xưa nhà này giàu á, cho nên đồ bằng vàng nhiều khi cũng không thèm để ý, rồi để nó ám rồi từ từ nó đen. Nhưng mà cái mâm này bằng vàng, vàng nguyên chất, vàng khối. Nhưng mà Devadatta muốn ép giá, thấy người ta tham ghê chưa, trả cái giá tương đối là lấy được rồi, không tham ép giá, nói cái đồ, cái thứ phế bỏ liệu như vậy bán được mấy đồng, khiêng nó nặng, thôi để không có thèm mua, đi để tôi đi dạo vòng vòng, rồi có gì chút nữa tôi quay lại tôi kiếm cái giá nào đó tôi mua. Tức là ổng có ý ép giá. Rồi ổng đi. Thì khi đi như vậy đó, Bồ Tát cũng là người làm cái nghề tương tự, cũng đi ngang qua, rồi cũng được cô gái mời vào coi. Thì Bồ Tát là người chân thật. Bồ Tát nhìn, Bồ Tát chà một tí là biết ngay cái mâm này mâm bằng vàng. Bồ Tát nói bây giờ, nói thiệt với bà chị là bây giờ tôi không có đem đủ tiền. Thôi bà chị cầm bao nhiêu để đỡ đi. Rồi tôi ráng tôi kiếm tiền để tôi trả nốt cái mâm này. Chứ cái mâm này bằng vàng nó quý lắm, chứ không phải thường đâu. Đó. Thì bà mẹ với đứa con mới nói cái ông trước á, ông trả cái giá mạc mà ông còn ráng ông ép giá nữa. Chỉ có ông á, là ông nói thiệt cho tụi tôi biết là cái mâm này bằng vàng thôi. Cho nên thôi thì tôi cũng rất là biết ơn ông. Nếu mà không có ông thì chắc có lẽ là tụi tôi bán được cái này mấy đồng là nó xong chuyện rồi. Cho nên là thôi còn dư bao nhiêu thì tôi cho ông luôn, coi như là để cho tôi tri ân ông ha. Quý vị thấy là khi mình nói dối như vậy đó, lợi ích của người khác bị hủy hoại. Như trường hợp ở đây là lợi ích của hai mẹ con bị hủy hoại. Quý vị thấy nó ác ghê chưa đó. Rồi khi mà Bồ Tát cầm cái mâm vàng đi, thì Devadatta đi một vòng rồi quay lại,
quay lại thì bị hai mẹ con mắng xối xả. Cái thứ mà lừa đảo, né, lừa đảo. Thì Devadatta vừa tức, ức lắm. Lẽ ra là cái món hời đó vô tay của mình rồi mà bị người gọi là phỏng tay trên. Thế là tức lắm, chạy theo Bồ Tát để kiếm chuyện, coi như để làm cho ra lẽ. Nhưng mà lúc bây giờ thì Bồ Tát đã lên trên thuyền và đi xa rồi. Devadatta đứng ở trên bờ đó, ức, học máu và nguyền rủa Bồ Tát. Và xin thưa, đó là cái khởi nguồn của sự oan trái của Devadatta đối với Bồ Tát của chúng ta trong dòng sanh tử. Cho nên chúng ta thấy là khi chúng ta nói dối như vậy, lợi ích của kẻ khác bị xâm hại ghê gớm lắm. Ở đời cũng vậy thôi. Đó, quý vị thấy là người ta lừa đảo. Nhiều khi mình lừa, có người họ lừa cả 100 triệu. Quý vị đọc tin thấy người ta lừa cả 100 triệu. Mình cầm tiền vào trong tay, mình lừa, mình cầm tiền trong tay, mình thấy sung sướng lắm. Nhưng mà có khi người ta phải mượn đầu này, mượn đầu kia, rồi người ta bị lừa. Có khi là vì cái đó mà người ta chết không chừng. Đó. Chính bởi vì như vậy đó, trong chú giải mới nói là lợi ích của người khác bị hủy hoại do lời nói dối. Mình cứ nghĩ là nói dối bình thường chắc cũng có gì đâu. Nhưng mà xin thưa, ngay cả nói dối bình thường mình cũng phải cẩn trọng nha. Coi coi lợi ích của người khác có bị hủy hoại hay không. Còn với những ai mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì xin thưa là sư có một cái video nói riêng về khẩu nghiệp, để quý vị nghe cho nó tường tận. Bởi vì trong đó sư sẽ phân tích hết tất cả các cái vấn đề về khẩu nghiệp. Những cái vấn đề ví dụ như, nhưng mà bây giờ tôi nói dối vì lợi ích của kẻ khác thì đúng hay sai, sư cũng có phân tích. Nhưng mà do cái thời gian của cái lớp mình á, nó không cần thiết để mình đào quá sâu. Thành ra là nếu quý vị muốn tìm hiểu sâu hơn thì xem cái video khẩu nghiệp ha, ở trong cái kênh của sư. Rồi tình bạn bị bất hòa do lời nói chia rẽ. Mình đừng có nghĩ mình đâm thọc là nó nhẹ nhàng nha. Có một vị tỷ kheo, hình như là sư có kể rồi. Một vị tỷ kheo khi mà mình có một cái nghiệp kỳ lạ, là vị này đi đâu người ta cũng thấy là có một cái cô gái đi sau lưng, cứ đi theo suốt như vậy đó. Thì người ta nói vị này bực lắm, bởi vì vị này không thấy mà người xung quanh ai cũng thấy. Thì khi vị này đi bát khất thực thì người ta để lúc nào người ta cũng để 2 phần, và cái này cho sư, cái này cho cổ. Vị này bực lắm, vị này nói tôi đâu có ai đi theo đâu, thì thôi thì sư cứ giữ đó đi, sư ăn hay cái này sư ăn, rồi cái này để cho cổ. Đó, cứ như vậy người ta ghẹo rồi. Về chùa thì các sư cũng ghẹo, cũng nói tới nói lui. Mà riết cái sự kiện này là nó động tới tăng đoàn. Tăng đoàn bực lắm, tại vì nghĩ ông sư này, ông gọi là người ta nói là ăn cơm có canh mà tu hành có vợ nữa, ai chịu nổi. Thì mới nói thì Thế Tôn không phân xử, tại vì Thế Tôn biết chưa tới lúc, tức quá mới đưa đến gặp vua Bá Xê Na Đí. Thì vua Bá Xê Na Đí theo dõi thì thấy cái vị này nè, đúng là đi đâu cũng có cô gái đi theo, nhưng mà khi vị này đi vào trong cốc á, tự nhiên cô gái biến mất. Thì vị này mới đem cái câu chuyện này đến hỏi Đức Thế Tôn. Về sau câu chuyện rất là dài, rất là dài. Thì Thế Tôn mới giải thích là hồi xưa vị này là một vị trời, một vị thọ thần. Vị này thấy hai vị tỷ kheo á, chơi thân với nhau lắm, vị này mới có cái ý nghịch. Tức là khi thấy hai vị sư đi chung với nhau thì cái vị sư lớn
đi vào trong bụi để giải chút bầu tâm sự. Nhưng mà đi nó hơi nặng, cho nên là đi nó hơi lâu. Thì khi vị này đi ra đó, vị thọ thần biến làm người nữ. Đương nhiên quý vị biết là mình vừa mới đi giải quyết xong đi ra, mình cũng phải chỉnh y áo. Thì cái cô gái này á, cổ biến làm người nữ, cổ cũng đi theo ra. Cổ cũng bắt đầu, cổ cũng chỉnh y áo. Thì cái người sư đệ á, thấy là thua rồi. Ông sư huynh của mình chui vào bụi như vậy là coi như là đứt giới rồi. Vị này mới nói là sư vừa làm cái gì đó. Sư huynh nói thì đó, thì tôi đi vào tôi chúc bầu tâm sự thôi, đâu có cái vấn đề gì đâu. Sư đệ không có nói thẳng mà nói sư làm cái gì tự sư biết. Ông sư huynh ông bực lắm, tại vì ông không có làm cái gì hết mà tự nhiên là ông đi vô trong bụi, ông giải quyết xong ông đi ra, ông sư đệ là xoay 180 độ. Ông bực lắm chứ không phải chơi, tại vì phàm mà đâu phải thánh đâu. Mà vị sư đệ nói thì ông sư huynh ông không nhận. Vị sư đệ mới tức, nói là thôi bây giờ là từ bây giờ trở đi huynh ở đâu là đệ không có ở đó, coi như là bây giờ chúng ta là không nhìn mặt nhau, bởi vì huynh gọi là không sám hối, không nhận lỗi, huynh không xứng đáng, tại vì bây giờ huynh không còn là tỳ kheo nữa. Ông sư huynh ông bực lắm, thành ra ông cũng giận luôn ông sư đệ. Thế là hai huynh đệ giận nhau. Thời kỳ đó, đó tuổi thọ loài người tới mấy trăm năm lận, cho nên là suốt mấy trăm năm hai huynh đệ không gặp nhau. Trong một lần thì hai huynh đệ gặp lại nhau, thì cái vị thọ thần mới nghĩ là mình chỉ dẫn chơi thôi, ai nhè hai ông này ổng làm thiệt thì cái nghiệp mình nặng quá, cho nên mới xuất hiện sám hối, kể rõ đầu đuôi rồi hóa hiện lại cái cô gái hồi năm xưa đó. Thì lúc bấy giờ hai huynh đệ mới giải tỏa cái sự hiểu lầm của nhau, rồi mới ôm nhau mà khóc đó. Mà chính bởi vì cái ông thọ thần ổng chơi, ổng đâm thọc như vậy đó, thành ra sau khi mệnh chung ổng đi xuống địa ngục một khoảng thời gian rất là lâu dài. Rồi cho đến kiếp cuối cùng thì bị cái nghiệp như vậy. Nói chơi nha, mốt đừng có thầy nào nói chắc hồi xưa tôi cũng có nghiệp đó, thành ra giờ gái nó theo nó khác nha. Thì ở đời quý vị cũng cẩn trọng. Có bao giờ mà quý vị bị đâm thọc chưa? Tức là mình đang yên, đang lành, gia đình mình đang yên, đang lành, tự nhiên có cái đứa nào đó nó đâm thọc, công việc tự nhiên nó không suôn sẻ. Rồi tự nhiên là ông sếp ông giận mình, bạn bè nó giận mình, rồi gia đình nó giận mình. Thì thay vì mình giận người ta, hãy suy tư coi mình có cái thói đâm thọc người khác hay không. Tức là mình có cái thói nói xấu sau lưng người khác hay không, nói đầu này nói đầu kia. Mà nếu như mình có đó, thì cái chuyện mình bị đâm thọc nó không có oan nha. Thành ra mình không việc gì là mình đi đâm thọc người khác, cái nghiệp đó ngó vậy chứ nó nặng lắm. Quý vị biết là nó có những cái nghiệp là khi chúng ta sanh ra đó, chúng ta phải sống xa người thân, hoặc là cái cuộc đời của chúng ta không có bạn bè. Chúng ta gọi là chúng ta bị cô lập á. Quý vị thấy có những cái đứa bé mà nó đi học, nó bị cô lập ở trong trường. Cái vấn đề là có nhiều khi người ta nhìn nó tự nhiên không muốn chơi với nó. Đương nhiên nó có nhiều lý do lắm, nhưng mà một trong số những cái nghiệp dẫn đến chuyện ở nhà đó là mình sống xa người thân, mà đi ra ngoài đường á, là mình bị cô lập. Một trong những nguyên nhân là do mình đâm thọc nha. Thành ra xét lại học kinh thì mình phải xét lại mình. Rồi hội chúng bị phá vỡ do lời nói độc ác. Tức là khi mà mình
gọi là mình nói những cái lời mà nó thô lỗ, nó cọc cằn, nó độc ác á, thì xin thưa cái hội chúng đó nó không có yên nha. Mình làm cho gọi là gà bay chó chạy hết, hội chúng không có yên, do mình cứ hở mở miệng ra là mình mắng, mình chửi, mình nói tầm bậy tầm bạ, mình nói những cái lời thô lỗ độc ác đó. Thì chúng ta hãy cẩn trọng với cái này. Rồi nghiệp của người khác bị hủy hoại do lời nói vô ích. Mình nghe cái câu này mình thấy lạ ha. Mình thứ nhất, nói vô ích là cái gì? Nói vô ích đó, là những cái lời nói không đưa đến, không có dính dáng gì đến chuyện tu tập giải thoát và không đưa đến sự giải thoát giác ngộ, thì đó là lời nói vô ích. Như là chuyện trong nhà, ngoài phố, chuyện đàn ông, đàn bà, chuyện đất nước, rồi chuyện trong nước, chuyện ngoài nước, quý vị muốn biết cụ thể như thế nào thì cứ lật tờ báo ra, đó có bao nhiêu mục. Thì sư xin thưa là chỉ chừa có mỗi cái mục là người tốt việc tốt ra thôi. Cái vấn đề ở đây là gì? Khi mà ở trong đầu của mình á, nó chứa đầy những thứ vô ích, thì mình không có chỗ để mình chứa những thứ hữu ích. Tại sao mà có những người đó họ không tu tập được? Tại vì sao? Bởi vì trong đầu của họ đó chứa toàn là rác. Mà chính bởi vì đầu mình chứa toàn là rác thì pháp nó để ở chỗ nào trong đó? Mình đừng có nghĩ là những cái lời vô ích của mình á, mình nói thì nó không vấn đề gì. Xin thưa, sai. Khi mình nói lời vô ích, đương nhiên có người nói, phải có người nghe. Mình đâu có điên đâu, mình ngồi mình nói một mình hả? Có người nói thì có người nghe. Mà khi mình nói như vậy, mình lãng phí thời gian của người khác. Lẽ ra cái thời gian đó đó mình dành cho cái việc tu tập, nhưng mà mình lại phải xài cái thời gian đó để mình nghe người ta nói nhảm. Thì cho nên cái hại đầu tiên là mình lãng phí thời gian của người khác. Mà loài người trong kiếp hiện tại sống chỉ chừng 100 năm thôi, mà mình lại lãng phí thời gian của người khác. Cái thứ hai, mình lãng phí cái trí của người khác. Bởi vì khi mà mình nói những cái chuyện mà vô bổ, người ta suy tư những cái đó, thì người ta không còn có cái sự thông minh, sự minh mẫn họ suy tư về pháp nữa. Rồi mình lại làm cho người ta bị mất định đi. Không tin thì bây giờ quý vị để ý coi, những cái mạng xã hội bây giờ nó làm cho tâm trí của người ta nó bị điên đảo ghê gớm lắm, làm cho người ta thiếu định nha. TikTok, Facebook, YouTube vân vân, những cái video nhảm nhí làm cho người ta mất định. Quý vị xem những cái mà chương trình học pháp, bao nhiêu người tới, bao nhiêu người tham gia, bao nhiêu người học. Còn những cái chương trình mà nó nhảy múa, rồi nó bàn những cái chuyện này chuyện kia, rất là nhiều người theo dõi. Cho nên nó làm cho người ta mất đi định và tuệ, và nó làm cản trở người ta con đường tu tập đi đến sự giác ngộ giải thoát. Khi mà sư tổ chức khóa thiền, sư có một cái yêu cầu là không nói chuyện, trừ những giao tiếp căn bản, ngoài ra không nói chuyện. Nhưng mà nhiều người do phiền não thúc đẩy họ vẫn nói chuyện, họ cứ nghĩ đó là chuyện bình thường. Xin thưa, khi mình nói chuyện như vậy đó, nó làm cho sự tu tập của mình bị giảm thiểu rất là nhiều. Mọi người cứ nghĩ giảm thiểu, chắc có lẽ là tôi tu 10 phần thì bây giờ còn 7-8 phần. Xin thưa là sai. Mà là mình tu 10 phần, bây giờ mình mất hết 7-8 phần.
Do đâu? Do cái sự nói vô ích. Thành ra đó, khi mình nói mà mình nói những chuyện vô ích, mình làm cho nghiệp của người khác bị hủy hoại. Mà chính bởi vì như vậy đó, ác nghiệp mình tạo nó quá nhiều. Mà khi ác nghiệp tạo ra quá nhiều như vậy, nó sẽ đi đến sự sợ hãi. Khi mình vào trong rừng, sự yên ắng của cái khu rừng nó làm cho mình sợ hãi, bởi vì mình không có người để nói chuyện. Bình thường có người nói chuyện, bây giờ không có ai nói chuyện. Thành ra là mình lo lắng, mình sợ hãi. Nó đi ngược với cái thói quen của mình. Quý vị thấy là nhiều vị đi hành thiền, họ không yên là như vậy đó. Bình thường nói nhiều quá, nó quen miệng rồi. Bây giờ bắt im lặng, chịu không nổi. Huống chi là vào rừng, lúc đó muốn nói cũng không có ai để mà nói. Rồi đó, những cái ác nghiệp nha, khi mình ngồi thiền nó sẽ trổ ra, nó sẽ ám ảnh cái tâm trí của mình. Thành ra là nhiều người họ bị điên khi họ trong rừng là như vậy. Thế cho nên Đức Thế Tôn nói là Ngài không còn những ác nghiệp bằng khẩu. Chính bởi vì như vậy đó, Ngài không có sự khiếp đảm và sợ hãi. Khi Ngài suy tư như vậy đó, Ngài xác quyết hơn cái chuyện là Ngài sống ở trong rừng. Chúng ta có một cái nhóm Zalo ha, nhóm Zalo Kinh Trung Bộ. Thì ngày hôm nay đó, quý vị về thì quý vị sẽ các bạn ban tổ chức tạo cái bình luận là sư nên bớt những cái ví dụ lại để tập trung chuyên môn, để có thể học được nhanh hơn, học được nhiều hơn, con có khả năng tiếp thu được, con học con hiểu, hay là sư cho những cái ví dụ nó tương đối phong phú để cho con có thể nhẹ cái đầu. Chứ sư biết á, một số người hoặc thậm chí là nhiều vị, cái dung lượng, cái thể tích não của mình á, nó chứa chỉ có chút xíu thôi, chứa nhiều hơn nó bị bội thực đó. Cho nên là coi cái khả năng của mình là bao nhiêu. Nó cũng nằm ở trong cái vụ mà nói vô ích này. Do đời thường của mình chứa quá nhiều những cái chuyện nhảm nhí, chuyện vô ích, cho nên mình chỉ còn dành lại một chút xíu cái không gian cho cái chuyện học pháp thôi, cho chuyện hữu ích thôi nha. Luyện phim trưởng, phim Hàn, luyện ngày này qua tháng khác cả trăm tập mà không xiên nhê. Mình ngồi nghe pháp chừng một tiếng rưỡi đồng hồ là bắt đầu thấy lùng bùng lỗ tai rồi. Cho nên á, về thì quý vị gọi là vote ha, để xem, và sư sẽ căn cứ theo cái khả năng của quý vị mà sư điều chỉnh lại, là mình sẽ tăng cái chất lượng lên hay là mình sẽ pha loãng thêm mật ong vào để cho nó ngọt bớt. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, nhất là chư thiên người xung quanh nơi đây. Mong cho tất cả chúng sanh hãy thọ lãnh tùy ý. Sau khi đã thọ lãnh rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Mời quý vị chắp tay, chúng ta hồi hướng. Idang me punyang Nibbanasa Pacchayo Hotu Imangno Punya Phagang Sabba Sattanang
đề ma sa thu sa thu. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu sasanam. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkhantu desanam.